xăng vàng bơm ra thôi, còn sau bơm ra nó sẽ biến mất, mình chết, mình nghĩ mình chết rồi. Hello anh em nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Đậu Xanh Tiên Xanh đây. Hôm nay mình sẽ làm clip về game Thần Lợi Mobile, game chiến thuật số 1 trường trăm. Hôm nay mình đã có điện sáng 11 trường trăm rồi. Và mình sẽ đi chiến bon để chiến. Ok, không biết anh em trở lên nữa. Mình đã vua ngay luôn. Có top 1-2-3 bóng đi nát rồi, chỉ còn top thứ 5 là để mình an gọi nó luôn. Mình sẽ ăn nó luôn. Ok, let's go. Còn này hơi khó nha, nhưng con mình sẽ cố gắng. Đây là hai cái pháo, hai cái hai pháo đẩy, nên là mình sẽ đánh từ nào đánh qua. Ok, bắt đầu luôn. Anh em nhớ thích nếu thấy video của mình hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình. Cảm ơn em rất nhiều. Đây, hả à, để nâng bóng cho một con rồng nhé. À, mình có thêm một con nâng bóng. Con rồng nâng bóng này mới khi tàu trẻ đâu, tăng vàng bơm ra thôi. Còn sau bơm ra nó sẽ biến mất. Mình chết, mình nghĩ mình chết rồi. Nhưng mà mình chuẩn bị nó chết nè, sắp rồi mình cũng gần chết rồi, nó sẽ tự biến mất. Thì chết kéo mình sẽ quên tàu nát rồi lại thôi. Và dành về bo sâu dành cho con của mình. Đây là lồng vòng cấp 6 mọi người. Vòng cấp 6 à, dạ tên nó, tên mạng của tay đã bị nóc tụi. Rồi chết kéo có victory dành cho tên ta. Thôi con cô rầm mà mình mới nhận bỏng nó đã bị tét đi rồi nha mọi người. Đó là bệnh nhân bỏng. Bệnh nhân bỏng là bệnh nhân bỏng cấp 2, 20 tuổi trước. Chứ như là bệnh nhân bỏng cấp 1 thì không mua nhận nó đỡ được rồi. Rồi chú thấy nhận kia mình để xô. Thôi nhận nào. Ok. À, cảm ơn anh em đã theo dõi clip video của mình. Cảm ơn nhiều rất nhiều. Anh em mà thấy video của mình hay thì hãy nhấn nút like, đăng ký kênh, share và chia sẻ.